này vẫn luôn được coi là hình tư liệu về cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại ở nước Nga. Nhưng không phải ai cũng biết, đây là những thước phim trong bộ phim điện ảnh Tháng 10 được đạo diễn Sergei Eisenstein thực hiện trong dịp kỷ niệm 10 năm cuộc cách mạng làm rung chuyển thế giới. Cuộc cách mạng đưa giai cấp vô sản Nga bị áp bức bóc lột nặng nề, trở thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. Điều gì làm nên cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại? Một vị lãnh tụ, một chính đảng vì dân. Không có một đảng nào đưa ra lời hứa như thế. Một thời cơ chín muồi. Các cuộc cách mạng không tự nhiên mà có. Sau hơn 100 năm, cuộc cách mạng đang được kể lại như thế nào cho hậu thế? Lenin không chỉ là một nhà hoạt động chính trị, Lenin là một nhà tư tưởng. Ông ấy đã trao trả độc lập cho Phần Lan. Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo cách mạng tháng 10 và rút ra những bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô, thành quả của cách mạng tháng 10. Vấn đề tự chuyển hóa của những nhà lãnh đạo cấp cao. Những gì xảy ra với Liên Xô không phải là không tránh được. Cách mạng tháng 10 vĩ đại, sau 100 năm, vẫn là ánh sáng dẫn đường. Dẫn vào quảng trường cung điện, nơi 100 năm trước đã diễn ra một sự kiện đã làm rung chuyển thế giới trong thế kỷ 20. Ngay sau tiếng súng báo hiệu từ chiến hạm rạng đông, những binh sĩ cách mạng vượt qua cánh cổng này tiến vào cung điện, lật đổ chính phủ tư sản lâm thời. Cánh cổng này bây giờ đã trở thành một chứng tích lịch sử quan trọng. Còn cung điện mùa đông là bảo tàng Eremitage, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới với những bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ. Điện mùa đông do kiến trúc sư người Italia Rastrelli thiết kế từ thế kỷ 18 là dinh thự mùa đông của Hoàng gia Nga. Cung điện là một quần thể các tòa nhà lên tới hơn 1.000 phòng, tọa lạc trên bờ sông Neva của thành phố Saint Petersburg mà hơn 100 năm trước có tên là Petrograd. Bây giờ đây là địa điểm tham quan không thể bỏ qua. Du khách cũng đặc biệt ưa thích chụp ảnh bên chiến hạm rạng đông. Hơn 70 năm qua, con tàu thả neo ở đây như một bảo tàng sống. Nhưng đến với thành phố Saint Petersburg, không phải du khách nào cũng được vào gian phòng này, được ngồi sau chiếc bàn làm việc này. Đây là phòng làm việc của Vladimir Ilyich Lenin. Và từ đây thì ông chỉ đạo tiến hành cuộc cách mạng vào đêm ngày 25 tháng 10 theo lịch cũ, tức là mùng 7 tháng 11. Sau đó thì đây là nơi tổ chức các cuộc họp của chính quyền Xô Viết mới ra đời. Mỗi một cuộc họp với 16 thành viên chính phủ bắt đầu từ tiếng chuông này. Không chỉ chiếc chuông, tất cả những hiện vật ở đây đều được giữ nguyên trạng từ 100 năm trước. Vào đúng đêm nổ ra khởi nghĩa giành chính quyền và những ngày đầu tiên của chính quyền Xô Viết non trẻ. Chiếc giường mà Lenin đã nghỉ ngơi chỉ cách phòng làm việc một bức vách. Chiếc điện thoại vào ngày khởi nghĩa đã luôn đóng máy, kết nối từ trụ sở Bộ Tham mưu Cách mạng đến những địa điểm trọng yếu, nhà ga, tàu hỏa, cầu, bưu điện. Ra lệnh tổng tấn công vào cung điện mùa đông, trụ sở của chính phủ tư sản lâm thời. Cũng trong tòa nhà điện Smolny mà bây giờ là trụ sở của chính quyền thành phố Saint Petersburg, có một gian khánh tiết rộng lớn. Chính tại đây, đêm ngày 7 tháng 11, chính quyền Xô Viết do Lenin đứng đầu đã ra đời. Các đồng chí, cuộc cách mạng của công nhân và nông dân mà những người Bolshevik vẫn luôn khẳng định là cần thiết đã thành công.
Lenin 47 tuổi. Tròn 30 năm trước, đã diễn ra một biến cố, được cho là đã phần nào làm thay đổi cuộc đời ông, biến một chàng thanh niên 17 tuổi thành một nhà cách mạng. Thành phố Ulyanovsk được đặt theo họ của Lenin thời trẻ, trước đây có tên là Simbirsk, một thành phố nhỏ bé trên bờ sông Volga, chỉ có khoảng 30.000 dân vào những năm đầu thế kỷ 20. Bây giờ thành phố có hơn 1,2 triệu dân và được coi là thủ đô hàng không của nước Nga. Đây là nơi xuất xưởng của những chiếc máy bay chở hành khách TU-204, máy bay chở hàng AN-124 và những chiếc ô tô của hãng UAZ, hãng ô tô off-road lớn nhất châu Âu. Nhưng trên những đường phố của Ulyanovsk, người ta có thể cảm nhận một cuộc sống thanh bình, có đôi chút chậm chạp của những năm 70-80 thế kỷ trước. Nơi đây, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin đã từng sống. Từ năm 1984, thì dãy phố này đã trở thành khu bảo tồn di tích lịch sử quốc gia. Gia đình Ulyanov đã sinh sống ở đây. Gia đình cứ có thêm một thành viên là họ lại di chuyển tới một căn hộ mới. Và ngôi nhà này là nơi cuối cùng mà họ đã sinh sống trong suốt 8 năm. Và những gì diễn ra ở đây đã có ảnh hưởng vô cùng to lớn tới cuộc đời sau này của Vladimir Ilyich. Nằm giữa một con phố nhỏ được lưu lại gần như nguyên vẹn những căn nhà, cửa hàng, chuồng ngựa, ngôi nhà của gia đình Ulyanov là một trong những tư gia lớn nhất. Phòng khách nằm ngay gần lối cửa vào, với chiếc đàn dương cầm gần như choán toàn bộ diện tích. Bức tranh hiếm hoi có đủ các thành viên gia đình. Vladimir là con thứ ba. Cả 6 người con của gia đình Ulyanov được dạy dỗ chu đáo. Họ nói được cùng lúc tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, đọc sách văn học và triết học nước ngoài, thường xuyên tranh luận về những gì đọc được và nhìn thấy. Họ thừa hưởng trí thông minh và sắc sảo của người cha, một thanh tra giáo dục của tỉnh Simbirsk, và của người mẹ, con một bác sĩ Do Thái. Vladimir học rất giỏi. 17 tuổi, anh tốt nghiệp xuất sắc bậc trung học, được nhận huy chương vàng. Thời niên thiếu thì Vladimir Ilyich rất là tôn trọng và yêu quý anh trai của mình, Alexander. Phòng của họ nằm ngay cạnh nhau và Vladimir thường xuyên chạy sang chơi và luôn lắng nghe ý kiến của anh trai mình. Chả thế mà khi Alexander bị xử tử vì âm mưu ám sát Sa Hoàng Alexander Đệ Tam thì Vladimir đã rất đau khổ. Sự kiện này đã thôi thúc những người con của gia đình Ulyanov trở thành những nhà cách mạng. Nhưng theo các nhà nghiên cứu thì không phải chỉ như vậy. Có những nguyên nhân khác, như là những cuốn sách mang tính hiện thực phê phán mà chàng thanh niên đã đọc. Đó có thể là gia đình, một gia đình sẵn sàng cởi mở với những gì tiến bộ. Đó có thể là bối cảnh xã hội, cuộc sống quanh anh, những gì anh nhìn thấy quanh mình. Tất cả những điều đó tác động đến anh, nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã viết luận về những người bị áp bức. Thậm chí khi đọc được một bài luận như vậy của anh, hiệu trưởng nhiên hỏi: anh viết gì thế? Anh thuộc tầng lớp bị áp bức nào? Cuối thế kỷ 19, nước Nga là nước quân chủ chuyên chế dưới sự trị vì của Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị. Đã xuất hiện những ngành công nghiệp quan trọng như dầu mỏ, than đá, luyện kim, đường sắt, ngành ngân hàng, tín dụng, nhưng đều nằm trong tay giới tư bản độc quyền. 2/3 ruộng đất thì nằm trong tay địa chủ, quý tộc và nhà thờ. Nga Hoàng là địa chủ lớn nhất, cùng giai cấp địa chủ, chủ nô và giới tư bản chiếm giữ mọi đặc quyền về chính trị và đặc lợi về kinh tế, thẳng tay bóc lột và áp bức tàn bạo các tầng lớp nhân dân lao động, đàn áp mọi phong trào đấu tranh đòi dân chủ của nhân dân. Trình độ sản xuất nông nghiệp thì hết sức lạc hậu, đói kém, mất mùa thường xuyên xảy ra ở các vùng. Những mâu thuẫn ngày càng lên đến đỉnh điểm. Và cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914-1918
đã là nhân tố khách quan thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong quần chúng nhân dân. Tháng 2 năm 1917, thủ đô Petrograd gần như đóng băng vì giá lạnh. Khẩu phần lương thực giảm từ 500 gram bánh mì một người xuống còn 200 gram. Thậm chí, lương thực được phát theo tem phiếu. Nền kinh tế kiệt quệ vì chiến tranh, quân Nga thua trận liên tiếp và tổn thất nặng nề. Sự bất bình của dân chúng ngày càng tăng. Những khẩu hiệu truyền đơn khẳng định tất cả nỗi khổ của người dân là do Sa Hoàng. Binh lính Sa Hoàng đáp trả bằng súng đạn. 150 người thiệt mạng. Do nước tràn ly, tình hình trở nên không kiểm soát nổi. Binh lính ở mặt trận cũng như thủ đô hoàn toàn đứng về phía những người biểu tình. Ngày 2 tháng 3, dưới sức ép của quần chúng, Nga Hoàng Nikolai Đệ Nhị buộc phải thoái vị. Chế độ quân chủ của dòng họ Romanov kéo dài tới 300 năm đã kết thúc. Một chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản được thành lập. Cuộc cách mạng tháng 2 gần như diễn ra một cách tự phát. Ai là người đã gây ra cuộc cách mạng? Đó là Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị với chính sách của ông ấy, hay Duma Quốc gia do Sa Hoàng lập ra. Chỉ suốt ngày tranh cãi và tìm cách lật đổ Sa Hoàng bằng con đường nghị viện. Tiếp nữa, nước Nga khi đó không có một chính đảng, đã từng có nhiều cuộc khởi nghĩa. Emelian Pugachev, Stepan Razin, nhưng không có một chính đảng nào được lập ra. Phân tích những điều đó, tôi cho rằng tất cả những yếu tố đó đã dẫn đến cuộc cách mạng, mà người có trách nhiệm lớn nhất chính là Sa Hoàng, bởi chính sách chống loạn nhân dân của ông. Nhưng cuộc cách mạng tháng 2 mới chỉ lật đổ Sa Hoàng, chứ chưa mang lại thay đổi cho cuộc sống của dân chúng. Cuộc cách mạng tháng 10 cũng trong năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Lenin, mới là một bước ngoặt lịch sử không chỉ cho nước Nga mà toàn thể nhân loại. Để người dân thường có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là động cơ chính của Lenin. Ông tổ chức phong trào công nhân, nhưng bản thân ông có xuất xứ quý tộc. Tuy nhiên, có những người, bất kể giàu hay nghèo, hoặc những người có học thức, họ thường tự đặt ra câu hỏi, tại sao con người sinh ra bình đẳng như nhau, mà sau đó lại không giống nhau? Không chỉ Lenin, mà cả nhiều người, những nhà tư tưởng đã đứng về dân chúng để đòi hỏi sự công bằng. Ông bằng những lời mạnh mẽ, hùng hồn, dẫn chúng ta đi theo con đường mới. Ông nói rằng, để chấm dứt đau khổ, phải dành tất cả về tay công nhân. Dòng chữ khắc trên bức tượng Lenin đặt ngay trước nhà ga Phần Lan ở thành phố Saint Petersburg. Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới muôn năm. Đây là tuyên bố hùng hồn của Lenin kết thúc bài phát biểu đầu tiên kể từ khi ông đặt chân xuống nhà ga vào ngày 3 tháng 4 năm 1917. Sau một thời gian dài sống lưu vong để trở về nước tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thay thế cho cuộc cách mạng tư sản đã không mang lại những điều mà người dân mong muốn. Sau cách mạng tháng 2, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Các Xô Viết, cơ quan của khối Liên minh Công nhân và Nông dân đã từ những cơ quan lãnh đạo khởi nghĩa trở thành những cơ quan chính quyền cách mạng. Nhưng bên cạnh đó, còn có một chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau. Lenin khẳng định phải tập trung chính quyền về tay các Xô Viết, chính quyền của giai cấp vô sản và những tầng lớp nghèo trong nông dân. Партию, которую он возглавлял, она была
Lúc đó, đảng Bolshevik của ông ấy rất nhỏ bé, từ 25 đến 30 ngàn đảng viên, nhưng đã tăng rất nhanh, bởi vì Lenin đưa ra luận cương tháng 4 rất được lòng dân. Luận cương tháng 4 với khẩu hiệu thực hiện những ước mơ của con người, chấm dứt chiến tranh, đất đai cho nông dân, trả lại nhà máy cho công nhân, không có một đảng nào đưa ra lời hứa như thế. Sau mỗi tháng, uy tín của đảng Bolshevik ngày càng tăng. Đến tháng 10, đảng Bolshevik của Lenin lên tới 300.000 đảng viên. Nơi đây đã từng là viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, còn bây giờ là viện lưu trữ lịch sử chính trị xã hội quốc gia của Nga. Có thể tìm thấy ở đây rất nhiều tài liệu về cách mạng tháng 10. Hai văn kiện đầu tiên của chính quyền Xô Viết, sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất do Lenin soạn thảo, được đăng trên báo Sự Thật và Tin Tức. Sắc lệnh hòa bình lên án cuộc chiến tranh đế quốc là một tội ác lớn nhất đối với nhân loại và đề nghị các nước tham chiến trong Thế chiến thứ nhất nhanh chóng đàm phán để ký kết một hòa ước dân chủ và công bằng, không có thôn tính đất đai và bồi thường chiến tranh. Sắc lệnh ruộng đất tuyên bố thủ tiêu không bồi thường ruộng đất của giai cấp địa chủ quý tộc và của các sở hữu lớn khác, quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất. Tới mùa hè, việc tịch thu ruộng đất đã được hoàn thành. Nông dân đã nhận được mà không phải trả tiền hơn 150 triệu hectare ruộng đất từ giai cấp địa chủ, tư sản, nhà thờ và gia đình Nga Hoàng. Nông dân đã được giải phóng khỏi những khoản tiền lĩnh canh phải nộp hàng năm, xóa được 3 tỷ rúp tiền nợ các ngân hàng. Trong một thời gian rất ngắn, quả thật những vấn đề này đã được giải quyết cả về hòa bình, ruộng đất, lẫn bánh mì. Vì vậy mà Lenin được phần lớn dân chúng ủng hộ, không chỉ tầng lớp nông dân nghèo khổ mà cả tầng lớp trung lưu, quân đội và thủy thủ. Tất cả những gì tốt đẹp nhất phải dành cho người dân. Phương châm này đã được thực hiện ngay từ những ngày đầu của chính quyền Xô Viết non trẻ. Đời sống của nhân dân lao động Liên Xô được cải thiện chưa từng có. Trong vòng 50 năm, thu nhập của công nhân và nông dân tăng gấp 6 đến 8 lần. Giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề, trở thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. Tốc độ công nghiệp hóa của Liên Xô nhanh hơn bất kỳ một quốc gia nào trong lịch sử. Trong 5 năm kế hoạch lần thứ nhất, cứ sau 29 tiếng đồng hồ, lại có một nhà máy hoặc công xưởng mới mọc lên. 5 năm kế hoạch lần thứ hai, con số này rút xuống còn 9 tiếng. Nếu không có những điều đó thì Liên Xô đã không thể chiến thắng được Phát xít Đức, cho dù có nỗ lực như thế nào. Chính quyền Xô Viết đã mang lại những sự thành công vô cùng to lớn. Chúng tôi đã từng đứng đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục, y tế, trong tốc độ phát triển văn hóa. Một cuộc điều tra xã hội học gần đây ở Nga cho kết quả. Người Nga đánh giá Lenin nằm trong top 5 những nhân vật có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và dân tộc. Nhiều người Nga được hỏi có quan điểm tích cực về Lenin, đánh giá ông đã nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng, hạnh phúc, mà cho đến bây giờ, điều đó vẫn là mong ước của nước Nga và nhiều nước trên thế giới. Xuất hiện ý tưởng về nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Thụy Sĩ, Nhật Bản, Pháp và kể cả Mỹ cũng xem xét lại mối quan hệ với công nhân và nông dân. Cách mạng thúc đẩy sự thay đổi trong cuộc sống, thay đổi trong quan điểm của nhân loại. Chính quyền Xô Viết cộng định khí hóa toàn Nga bằng chủ nghĩa cộng sản. Quan điểm này của Lenin đã được thể hiện ở những dự án thủy điện lớn vượt quá sức tưởng tượng của con người. Ông Mikinen cho biết trong thời gian ở thành phố Tampere, Lenin đã rất tâm huyết với ý tưởng về những trạm thủy điện thay đổi cuộc sống người dân. Có thể điều đó đã hun đúc cho việc hiện thực hóa những công trình thủy điện vĩ đại, chương trình điện khí hóa toàn quốc của Liên Xô. Lenin cho rằng điều quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là lợi ích của người dân, phải là cuộc sống của người dân tốt nhất.
Những tư tưởng của ông cho đến giờ vẫn mang tính hiện thực, như là không có chiến tranh giữa các dân tộc, quyền tự do, quyền tự quyết của các dân tộc. Nhưng, bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bước vào thời kỳ khủng hoảng. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, hàng hóa khan hiếm. Những cuộc cải tổ mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Những khuyết tật của mô hình kinh tế xã hội không được nhận thức đầy đủ và sửa chữa tích cực. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực đế quốc và phản động trong nước, quốc tế tăng cường tấn công, làm thay đổi hoàn toàn chế độ chính trị xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Thành phố Berlin, thủ đô của nước Đức, vẫn giữ lại một phần của bức tường dài 15 km được Đông Đức dựng lên để ngăn những lao động có trình độ và công dân của mình di tản sang Tây Đức. Không nhận thêm được sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ Liên Xô để ngăn dòng người muốn di cư sang Tây Đức, chính quyền Đông Đức tuyên bố các công dân của mình được tự do vượt qua ranh giới. Bức tường Berlin bị kéo sập. Chỉ trong vòng 2 năm, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 6 nước Đông Âu bị sụp đổ hoàn toàn. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Да, были некоторые сложности в 80-х. Đúng là trong những năm 80, tình hình đã rất phức tạp ở đất nước chúng tôi. Nhưng nếu như trong giới lãnh đạo đảng, lãnh đạo chính phủ có một nhóm những kẻ phản bội, thì họ sẽ lợi dụng những phức tạp nội bộ để phá hủy đất nước. Những biến động chính trị đã làm thay đổi hoàn toàn Liên bang Xô Viết. 15 nước Cộng hòa, trong đó có Liên bang Nga, tách ra độc lập. Bắt đầu một cuộc cải tổ mang lại nhiều đau đớn. Đã có thời ngành vũ trụ là niềm tự hào lớn nhất của người dân Liên Xô. Liên Xô từng vượt Mỹ trong thám hiểm vũ trụ khi phóng vệ tinh Sputnik vào năm 1957. Đưa phi thuyền không người lái lên mặt trăng vào năm 1959. Và đưa nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin lên quỹ đạo vào năm 1961. Nhưng Liên Xô tan rã, ngành nghiên cứu vũ trụ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời đó chúng tôi có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn chỉ bởi vì vũ trụ nằm trong tay quân đội. Mà quân đội có những quy định rất rõ ràng, làm gì thì cũng phải có dự phòng. Cho nên thời đó, chúng tôi vẫn có lượng dự trữ kha khá tên lửa, thiết bị vũ trụ. Nhưng đúng là có lúc chúng tôi không có tiền, thậm chí để trả tiền điện. Trong một căn hộ 4 buồng với tổng diện tích chỉ trên dưới 60 m², hai vợ chồng ông bà giáo Ala Mikieva sống chung với vợ chồng người con gái và 3 đứa cháu. Phòng khách cũng là phòng chơi của lũ trẻ. Đến tối, chiếc đi văng được ngả ra thành giường. Chúng tôi không phải mua căn hộ này. Hồi đó, những người xếp hàng để được nhận nhà vô cùng nhiều. Nhà có sẵn phòng vệ sinh, bếp, tất cả những gì cần thiết. Còn bây giờ, người ta mua những căn hộ xây thô. Căn hộ 2 buồng xây thô cũng phải vài trăm triệu tính ra tiền Việt. Con gái bà Ala cũng là một cô giáo. Lương của chị chỉ đủ chi tiêu và cộng với mức lương của chồng, một hướng dẫn viên du lịch, họ không biết đến bao giờ mới có đủ chừng ấy tiền mua căn hộ đều riêng. Giữa những bức tượng chân dung của các nhà lãnh đạo Liên Xô ở trong công viên Gorky này, Lenin, Stalin, Brezhnev, người ta có thể nhìn thấy những biểu tượng của Đảng Cộng sản Liên Xô và dòng chữ SSSR Aplodmira, có nghĩa là Liên Xô là thành trì của hòa bình. Quả thật hơn suốt 70 năm tồn tại thì Liên Xô đã có nhiều sáng kiến quan trọng trong việc củng cố hòa bình thế giới. Thế giới ghi nhận điều đó, nhưng đất nước đó nay đã không còn.
Владимирович Путин. Tổng thống Nga Putin đánh giá Liên Xô tan rã là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ. Và ông cũng khẳng định, ai không tiếc vì sự đổ vỡ của Liên bang Xô Viết, người ấy không có trái tim. Còn ai muốn tái lập nó giống như cũ, người ấy không có khối óc. 100 năm sau, những bài học từ cuộc cách mạng tháng 10 Nga và sự hình thành cũng như sụp đổ của Liên bang Xô Viết vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ khi nào thực hiện được ý nguyện của nhân dân thì chúng ta mới quản lý được nhà nước. Bài học quan trọng nhất là thực hiện những gì đã hứa với người dân, không lừa dối người dân. Việt Nam phải làm sao tránh điều đã từng xảy ra với nước Nga. 10% người giàu sở hữu 90% của cải. Phải làm sao để ngược lại, 90% dân số sống đầy đủ, chỉ 10% sống rất sung túc. Giành được chính quyền đã khó, nhưng giữ được chính quyền lại càng khó hơn. Những gì xảy ra với Liên Xô không phải là không tránh được. Những nước tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa cần rút ra một bài học sâu sắc. Chống lại những thế lực thù địch bên ngoài và cái mà chúng tôi gọi là những lực lượng phản bội chống lại xã hội chủ nghĩa ngay từ trong nước. Cách mạng phải biết tự bảo vệ và có sức mạnh tự bảo vệ. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng khẳng định vấn đề tự diễn biến hòa bình, hay ở Việt Nam thường nói cán bộ biến chất, là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là nguyên nhân làm tan rã Liên bang Xô Viết. Sự biến chất của những người lãnh đạo đảng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích dân tộc. Như giám đốc cơ quan an ninh Liên Xô Felix Dzerzhinsky đã từng nói, chỉ có thể đấu tranh với tham nhũng khi có cái đầu lạnh, đôi tay sạch và trái tim nóng. Ở Nga ngày hôm nay, những sự kiện gắn với cuộc cách mạng tháng 10 đang được nhớ đến một cách khách quan, nhằm đem lại cho người dân những hiểu biết về một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Bảo tàng Lenin ở thành phố Ulyanovsk tổ chức một triển lãm mang tên Hai nhân vật. Lenin, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản tháng 10, và Kerensky, người lãnh đạo chính phủ tư sản lâm thời sau cuộc cách mạng tháng 2. Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở thành phố Ulyanovsk, có xuất thân gần giống nhau. Những quan điểm về cách làm cách mạng của họ khác nhau. Người thì muốn thương lượng nghị trường, người thì muốn có cách mạng triệt để. Và Lenin đã đáp ứng được đúng đòi hỏi của thời đại. Qua cuộc triển lãm lần này, chúng tôi muốn giải thích các sự kiện khi đó không hoàn toàn là tình cờ, mà xuất phát từ bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của nước Nga. Các cuộc cách mạng không tự nhiên mà có. Sau 30 năm kể từ ngày Liên Xô tan rã, người Nga đã bình tĩnh hơn để nhìn lại những gì đã xảy ra. Đau đớn nhất là ở việc chúng tôi luôn không hài lòng với những gì mình có. Chúng tôi luôn thèm khát được ở nơi nào đó, được có cái gì của ai đó. Và chúng tôi tự chỉ trích những gì thuộc về mình. Chúng tôi sẵn sàng phá hủy rồi lại khôi phục. Đáng ra không phải phá hủy gì cả. Chúng tôi có câu, Ivan không nhớ nguồn cội. Ý muốn nói một số người từ chối nguồn gốc của mình. Lịch sử là cả một quá trình. Không thể nào chỉ công nhận một vài sự kiện mà chối bỏ những sự kiện khác của lịch sử đất nước. Cần phải gìn giữ, bảo vệ và quan trọng là học được những bài học từ quá khứ. Chúng tôi muốn hướng nước Nga phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vì sao chúng tôi tin tưởng vào điều đó? Bởi vì điều đó đã ít nhiều đạt được. Lịch sử thế kỷ 20 đã cho thấy con đường xã hội chủ nghĩa có thể mang lại thành công. Đã thành thông lệ, cứ mỗi đợt kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức, Tổng thống Putin lại dẫn đầu đoàn diễu hành đoàn quân bất tử, tự hào giơ cao bức ảnh cha mình. Với cá nhân ông Putin cũng như phần lớn người dân Nga, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại là một phần của lịch sử gia đình. Quá khứ hào hùng đó gắn kết họ, làm họ mạnh mẽ hơn, và Tổng thống Putin đã góp phần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc ấy, vốn đã từng có lúc bị ngủ quên.
với một sắc lệnh của Tổng thống Putin, bản quốc ca hùng tráng của Liên Xô được viết lời mới đã chính thức trở thành quốc ca của Liên bang Nga. Tác giả phần nhạc của bài hát này, Alexander Alexandrov, cũng chính là người đã viết bài hát Cuộc Chiến Tranh Thần Thánh, đỉnh cao nghệ thuật của văn hóa Xô Viết gắn với vận mệnh dân tộc. Hai bài hát của ông có sức thôi thúc mãnh liệt, kêu gọi người dân lập chiến công vì vinh quang của Tổ quốc. Ngày hôm nay, bản quốc ca này đang kết nối những người Nga hướng tới mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của mình. Một tên lửa đẩy đã được phóng lên lần đầu tiên từ sân bay mới Phương Đông. Tổng thống Putin tuyên bố tới năm 2020 sẽ chi hơn 50 tỷ đô la để san bằng khoảng cách trong công nghệ vũ trụ với các nước phát triển khác. Trong lịch sử của mỗi một dân tộc, ở những giai đoạn nhất định, thường xuất hiện những con người lỗi lạc. Lịch sử ghi nhận họ như là ánh sáng dẫn đường cho dân tộc thoát ra khỏi bóng tối. Họ cũng được nhớ đến như là một phần của quá khứ, mà thiếu quá khứ thì không thể có hiện tại và tương lai.